Mến chào quý khán giả đến với kênh phim Việt của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 90 triệu dân đón tin vui chính phủ Việt Nam kiên quyết từ chối gặp mặt Thủ tướng Trung Quốc nếu chỉ muốn đàm phán về vấn đề mở cửa biên giới. Chính phủ Việt Nam đã nhận được thông tin của Đại sứ quán Trung Quốc. Trong 3 ngày tới, Thủ tướng Trung Quốc muốn sang thăm Việt Nam. Trước là vì tình anh em kết nghĩa bấy lâu nay và thứ hai là muốn trợ giúp Việt Nam về mặt kinh tế. Thứ cuối cùng là món Việt Nam mở cửa biên giới đón làn sóng dân Trung Quốc. Quá ngược đời, một nước mà chuyên nhăm nhe cướp đất là kẻ thù của nước ta mà giờ đây họ còn mặt dày sang Việt Nam để cầu xin Việt Nam cho dân họ lánh nạn. Quả thật là không thể chịu đựng nổi những phát ngôn ngông cuồng của anh hàng xóm xấu bụng. Được biết, Chủ tịch Tập Cận Bình giao chỉ thị đích thân Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sang Việt Nam đàm phán, yêu cầu mở cửa biên giới cho sang người tránh quốc nạn. Theo đó thì vào ngày hôm qua, số người Trung Quốc đến biên giới Việt Nam đã lên tới con số 27 triệu người. Vì chính phủ Việt Nam nhất quyết không cho những người Trung Quốc vào lãnh thổ Việt Nam nên con số đang gia tăng theo từng ngày. Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc đã mất bình tĩnh và giao chỉ thị mật cử Thủ tướng Lý Khắc Cường sang Việt Nam để ép Việt Nam mở cửa biên giới. Được biết, Thủ tướng Trung Quốc sắp có chuyến công du Việt Nam vào 3 ngày tới. Tập Cận Bình tuyên bố nếu Thủ tướng Trung Quốc đích thân sang đàm phán mà Việt Nam vẫn không chịu mở cửa biên giới thì Trung Quốc sẽ đáp trả mạnh mẽ và có biện pháp trừng phạt Việt Nam. Tập Cận Bình nói Việt Nam là một nước láng giềng tốt cũng như là một người em ruột thịt của Trung Quốc, nên Việt Nam hãy mở rộng vòng tay đón người di dân Trung Quốc. Hai quốc gia của chúng ta là một chế độ cộng sản và phải biết đùm bọc lẫn nhau. Thưa quý vị, sau khi Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc phát biểu trên kênh truyền thông Trung Quốc CCTV, đã có rất nhiều người không thể bình tĩnh và phản pháo lại ý kiến trên của Chủ tịch nước Trung Quốc. Người dân Việt Nam nghe xong thì vô cùng tức tối bởi vì từ xưa đến nay, Trung Quốc chỉ nhăm nhe cướp đất muốn cai trị Việt Nam chứ không bao giờ có chuyện anh em tình nghĩa ruột thịt. Vậy nên Việt Nam chúng ta phải hết sức cảnh giác với sự đột ngột ngọt ngào của Trung Cộng. Mới đây, động đất lở núi kinh hoàng đốt trọn hàng trăm ngôi nhà Thiểm Tây quê của ông Tập, cướp đi sinh mạng của khoảng hơn 150 người, trong đó có cả con gái của Triệu Lộc Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, một tay chân của Tập Cận Bình. Hàng ngàn người đã phải chết lầm than sau vụ sạt lở núi nghiêm trọng này, thì điểm tham quan du lịch thắng cảnh bỗng chốc trở thành thảm họa của hàng trăm khách du lịch ở Tây Tạng. Đang đi tàu thì núi khí lở khiến ít nhất 7 người tử vong. Đã có cảnh báo song nhiều người đã bỏ qua. Diễn biến của những sự kiện này ra sao? Tất cả đều có trong bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị khán giả và các bạn cùng lắng nghe. Mới đây, một đoạn video quay lại cảnh tượng kinh hoàng được lưu minh, một học sinh 18 tuổi đăng lên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã trở nên hot ngay sau đó. Vụ việc đã được xảy ra vào 2 ngày hôm qua tại thành phố Tây An, Thiểm Tây, khi một trận lở núi gây ra bởi lượng mưa kéo dài khiến cho lớp đất mất kết dính và bị lở ra từ đổ xuống nhiều ngôi làng dưới chân núi. Thảm họa đã khiến ít nhất 120 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa bị phá hủy, vùi sâu trong lớp. Hiện vẫn còn rất nhiều người mất tích hoặc bị mắc kẹt dưới lòng đất. Các lực lượng cứu trợ đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát. Trường hợp thương tâm nhất được cho là con gái của soái lang Triệu Lộc Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc nằm trong bộ bậu sậu thân tín của ông Tập. Triệu Vĩ Tâm, 18 tuổi, đang tổ chức sinh nhật của mình thì vụ lở đất xảy ra, cướp đi sinh mạng của cô. Được biết, lượng mưa lớn liên tục xối xuống trong vòng 3 tiếng bằng lượng mưa cả tháng cộng lại là nguyên nhân chính gây nên thảm họa kịch này. Cơn bão số 2 vừa qua cũng vượt qua mức trung bình của cả tháng vừa rồi, làm ngập lụt các đường phố, cuốn phăng ô tô và xe buýt, để lại vết rạn nứt dài hàng trăm mét trên sườn núi của khu vực. Chủ tịch tỉnh Thiểm Tây còn cho hay, đây là một trận mưa tồi tệ nhất kể từ năm 1932. Chính quyền tỉnh này ước tính rằng có ít nhất có 180 ngôi nhà xung quanh đồi Chu Sơn đã bị xóa sổ hoàn toàn vào trong đống đổ nát và hơn 4.200 người khác đã phải di rời đi chỗ khác. Trong lúc đó, một vụ sạt lở núi xảy ra vào sáng nay đã khiến cho nhiều người phải rời bỏ nhà cửa, di chuyển đến nơi an toàn. Mặc dù người dân ở đây đã quá quen với cảnh mưa bão nhưng chưa bao giờ phải trải qua thảm kịch như lần này. Ai cũng hoảng loạn và lo lắng cho tính mạng của chính mình và người thân. Những thảm họa thiên nhiên của Trung Quốc gần đây thì không chỉ riêng người còn sống mà phải gánh chịu hậu quả nặng nề, mà ngay cả hàng chục người đã phải xuống địa ngục và tưởng chừng như đã yên giấc ngàn thu và tiếp tục hứng chịu thiên tai thảm họa. Đây là một sự kiện hy hữu. Vào lúc 16:45 chiều hôm qua tại Quảng Độ, thuộc tỉnh miền núi Quảng Tây, thảm họa lở đất kinh hoàng đã kéo hơn 1.000 quan tài xuống một con sông gần đó. Kinh hồn nhất là những quan tài lâu năm bị mục giữa rớt xuống vụn rỡ, nhiều thi thể đã bị phân hủy lộ ra, khiến cho ai chứng kiến cũng phải rùng mình. Những bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy phần lớn vách đá bị sạt lở, rất nhiều quan tài và thi thể nằm ngổn ngang cũng như xen lẫn lớp đá bên dưới với độ sâu gần 50 mét. Vụ việc làm cho các cư dân mạng một phen hoảng hốt về thảm họa hy hữu trên. Các quan chức trong vùng gọi đây là thảm họa không thể lường trước. Trong số hàng ngàn những quan tài bị đổ xuống, cho đến chiều tối ngày hôm nay đã có khoảng 300 cái được vớt lên. Điều khó khăn nhất chính là nhận dạng thi thể khi đã hóa thành những bộ xương khô và sắp xếp chúng lại. Tình hình mưa bão ở Trung Quốc vẫn đang diễn ra liên hồi nhưng không muốn ngừng lại. Bầu trời Trung Quốc liên tục 24/24 không khác gì những ngày tận thế. Và sáng hôm qua, bão Ginat giật cấp 17 với sức gió 220 km/h đã đổ bộ vào quảng trường Tiananmen, thành phố Liêu Ninh, Sơn Đông và nhiều tỉnh thành khác của phía Trung Quốc, làm tan hoang một khoảng trời, làm sập 1,4 triệu căn nhà.
làm hư hỏng nặng một sân bay quốc tế. Tòa nhà Trung Nam Hải cũng bị sét đánh cháy mái nhà, hàng ngàn ô tô bị cuốn trôi linh đênh theo dòng lũ. Đồng thời, bệnh viện, trường học, nhà ga, bến cảng của Trung Quốc đều phải đóng cửa và ngừng hoạt động. Cây cối bị quật đổ bật gốc, lưới điện quốc gia của Trung Quốc bị đánh sập, cầu cống, đường xá, điện đường, trường trạm bị ngập lụt. Toàn bộ 2/3 diện tích của Bắc Kinh phải sống trong bóng tối và ảnh hưởng nặng nề. Hàng triệu người dân của Trung Quốc phải gan gói và mang hành lý di chuyển đến những nơi an toàn để trú ẩn. Bão chồng bão, lũ chồng lũ, hiện chính quyền của ông Tập đang rất sốt ruột, lực bất tòng tâm bởi vì thiên nhiên đã được cho vẫn chút những cơn cuồng phong, bão tố và lũ quét trừng phạt Trung Quốc. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong một bản tin về dự báo thời tiết vào lúc 6:30 sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương cho biết, đêm và rạng sáng nay bão Hinata đã gây mưa to đến rất to, tàn phá nặng nề nhất nhiều khu vực ở Trung Quốc, khiến lũ tại thượng nguồn hai con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà đổ về vùng hạ lưu mỗi lúc một nhiều, làm cho con đập Tam Hiệp phải mở thêm mất cửa xả để xả lũ. Hiện nhiều nơi của Trung Quốc bị ngập từ 4 đến 6 mét, nhiều ngôi nhà cao tầng bây giờ chỉ còn cái nóc là không bị lũ nhấn chìm. Cơ quan cảnh báo động đất lũ lụt Trung ương Trung Quốc đang phát đi thông báo khẩn cấp cho toàn bộ cơ quan chính quyền, người dân của nước này rằng mọi người hãy tìm nơi ẩn nấp, bởi vì trong chiều nay và tối nay, nhất là nửa đêm và rạng sáng, bão Hinata còn gây giật cấp 15, 16 và 17, đề phòng những cây cổ thụ sẽ bị quật đổ. Ngoài ra, cơ quan Trung Quốc còn cảnh báo những cơn mưa to sẽ tiếp tục xối xả ập vào phía Trung Quốc, nhất là thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn, thành phố Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Giang Tô, Chiết Giang. Con đập Tam Hiệp được các chuyên gia hàng đầu trên thế giới dự báo sẽ không chịu được áp lực khủng khiếp này, và nếu như không chịu được cơn bão Hinata tàn phá, siêu đập lớn nhất của Trung Quốc cũng như lớn nhất của thế giới sẽ bị vỡ bất kỳ lúc nào. Khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm hoàn toàn gần như toàn bộ quốc gia Trung Quốc ra ngoài biển khơi, đồng nghĩa với việc Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ. Chính quyền ông Tập đã phải ra thông báo khẩn cấp để điều động 17 tiểu đoàn cùng các tiểu đội ứng phó khẩn cấp để giải cứu con đập Tam Hiệp, cũng như dòng nước ở sông Dương Tử, những cơn mưa to, sấm sét, bão tố, lũ lụt, vòi rồng, động đất thay phiên ra quần thả Bắc Kinh, làm cho Trung Quốc tồi tệ nay còn thảm hại hơn rất nhiều. Đây được coi là nhân quả báo ứng đã sắp đặt sẵn cho phía Trung Quốc sau biết bao nhiêu tội lỗi gây ra cho toàn thế giới. Nhiều người đang cầu nguyện cho người dân Trung Quốc, bởi họ cho rằng người đáng bị trừng phạt bởi luật nhân quả và báo ứng chính là chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, là ông Tập, chứ không phải những người dân vô tội. Hiện lực lượng chức năng đang phải phong tỏa nhiều khu vực ở Trung Quốc vì những tuyến đê bao xung quanh sông Dương Tử đã bị vỡ. Chính quyền địa phương nói rằng cần phải di tản dân gấp bởi nhiều khả năng lũ quét, lũ ống sẽ lại xuất hiện. Theo tờ báo South China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc đưa tin, những hình ảnh kinh ngạc của bão Hinata đã làm cho Trung Quốc điêu đứng. Dòng nước của nó chảy thác trên trời đổ xuống, khiến ngập lụt xảy ra ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Ngoài ra, nhiều tỉnh thành phía Bắc cũng như lũ lụt cuốn trôi, cư dân của Trung Quốc đã chứng kiến một cảnh tượng choáng ngợp khi một thác nước dường như đã bị thổi ngược trong cơn bão Hinata. Tờ báo của Trung Quốc miêu tả chi tiết như sau: cơn bão Hinata mang theo gió mạnh tới mức cấp 17, ở tâm bão sức gió cấp hơn 221 km/h, đổ bộ vào thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh khác, trong đó có tỉnh Chiết Giang. Điều đáng chú ý là cơn bão xuất hiện vào lúc 3:30 rạng sáng ngày hôm qua. Đây là thời gian mà người dân Trung Quốc đang nghỉ ngơi, chìm trong giấc ngủ, chăn đắm đêm êm. Chính vì vậy, thiệt hại cũng như là mất mát diễn ra rất nhiều. Tới chiều cùng ngày, sức gió tại tâm bão Hinata là 220 km/h, đồng nghĩa di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng 30 km/h. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Trung Quốc cho hay, bão Hinata là cơn bão số 2 của Trung Quốc trong năm 2023 này. Kể từ đầu tháng, hơn 6 triệu người phải sơ tán khẩn cấp khỏi những nơi có nguy cơ ngập lụt nặng bởi vì mưa lớn và gió giật mạnh tấn công khu vực bờ biển phía đông của nước này. Cơ quan Khí tượng Thủy văn của tỉnh Chiết Giang đã phát hành cảnh báo khẩn cấp với thị trấn và thành phố trên toàn tỉnh. Mưa bão đã được dự báo trong suốt cả ngày. Chúng ta có thể xem những đoạn video về hình ảnh trên mạng xã hội phía Trung Quốc, cũng như là nhiều tờ báo quốc tế truyền tải thấy rằng cơn bão Hinata tàn phá Trung Quốc nặng nề như thế nào. Hiện các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thông báo thống kê về thiệt hại về người và của do cơn bão gây ra. Nhưng theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, dự báo rằng thiệt hại vẫn là vô cùng to lớn, lên tới tất cả hàng tỷ đô la Mỹ. Hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới, đã đưa ra rất nhiều hình ảnh cũng như những đoạn video chụp từ vệ tinh cho thấy bão tàn phá các tỉnh thành của phía Trung Quốc, nhấn chìm nhiều điểm du lịch của nước này, khiến cho chính quyền ông Tập mất ăn mất ngủ. Thay vì cứu vớt cho người dân của mình, thì ông Tập cho tàu chiến gây hấn với cả Mỹ, Việt Nam ngoài Biển Đông, quanh quần đảo Phú Lâm, đảo Đá Ba Đầu và eo biển Đài Loan. Hiện hải quân của Trung Quốc vẫn đang đối đầu căng thẳng với hải quân hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Được biết, đây là những tham vọng mà chính quyền ông Tập đang tạo ra ngoài Biển Đông, bất chấp lũ lụt mà bão đang hoành hành tại đất liền Trung Quốc. Theo các nhà quan sát cho biết, từ đầu năm tới giờ, Trung Quốc liên tục đón nhận những điều tồi tệ về dịch bệnh về thiên nhiên đang dội lên đầu chính quyền ông Tập để trừng trị thay cho thế giới. Có thể nói dịch bệnh Covid-19 tàn phá nặng nề Trung Quốc, khiến cho nền kinh tế của Bắc Kinh xuống thấp nhất kỷ lục trong lịch sử. Ngoài ra, từ đầu tháng trước cho đến bây giờ, mưa lũ bão tố tiếp tục ập tới, đổ hàng ngàn tấn nước từ trên trời rơi xuống cho con đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ. Theo các chuyên gia, con đập vẫn đang trụ vững và chưa bị vỡ, nhưng tình hình bão vẫn tiếp tục xảy ra kèm theo động đất, sóng thần như lũ quét sạt lở, vòi rồng, thì nhiều khả năng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị vỡ là 100%. Và khi nó vỡ, thảm kịch gây ra Trung Quốc được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử loài người. Và chúng ta cùng chờ xem con đập Tam Hiệp lớn nhất Trung Quốc cũng như lớn nhất thế giới có bị vỡ hay không thì hồi sau sẽ rõ. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.